Và các bạn nha, hôm nay mình đang đi trên đường các bạn. Có cái phà này sao cái này tự nhiên cái này đang ấy sao kéo ra không biết nữa nè. Thì cái này tao bắt ở bên sông tao kéo nha anh em. Bây giờ thường thường cái này là lúa mới mở thì kéo vô mà sao phà này kéo ra các bạn ơi. Không biết đường luôn nha các bạn. Đây thì có hai ba cây đang chạy anh em coi kéo phà ra hay các bạn. Không biết cách sáng kéo cách sau giấc này kéo chưa được rồi giấc này mắc vòng qua tới bên kia mới kéo lên nha anh em. Bên có máy đang chạy bên các bạn ơi. Đây các bạn, cái đây là cái bên đó là chỗ mà cạo dây đó các bạn. Máy nó chạy mấy đời nha anh em. Đây cũng dây nó căng lên rồi các bạn. Rồi chạy ra nhỏ nhỏ là anh em ơi. Thì mùa này phà kéo ra kéo vô rất là nhiều nha các bạn. Anh em nào mà cắt vòng vô qua này thì biết ha. Những cái đường dây ta căng ra ta kéo nè, một máy một kéo nha nè. Rồi chứ bà đây má này trong trong cống trong bờ trong kia hết rồi, bây giờ kéo ra nè, thì kéo ra kéo vô dựng như chiếc chịu mấy vậy đó các bạn ơi. Giờ lúa đầu phải đợi chút xíu mới đi được nha anh em. Cái này đang kéo à. Bờ này nó hơi cao quá, kéo hơi nặng. Úi giời, đụ má đụ mẹ. Dĩa yeah. Mày ghê quá, nguy hiểm quá. Trong thời gian thì chờ đợi thì nãy giờ lên được rất là nhiều rồi các bạn, kéo này rất lâu. Cái này kéo ra tăng bao nhiêu tiền nha anh? Triệu hả? Kéo vô là 1 triệu 2, kéo ra 1 triệu hay gì? Đó, cũng dễ chơi quá chứ bộ, ra vô 1 triệu rồi yếu bộ, triệu ra 1 triệu vô. Có ai mà chạy được đâu. Thì lúa rồi mới cắt rồi bên kia đủ miếng vàng đó các bạn ơi. Lại lên gần cũng nhiều hơn nữa chẹt rồi các bạn ơi. Cái này là kéo nhẹ nha anh em. Này có ba đúp vô ba đúp chạy cho nó mau quá. Mình không dám lại gần các bạn, cái này cũng nguy hiểm quá, mình không dám lại gần, quay cho anh em coi ra để mình dơm cho anh em coi rồi ha. Xích cột rồi dữ lắm nha các bạn, nó cột ngang chẹt rồi trước mũi rồi các bạn ơi. Đây cột đồ ghê gớm lắm, căng dây đồ mở ngang cho anh em. Cái này mình quay bằng cái điện thoại nha anh em, vì cái máy kéo người ta nằm ở bên kia.
rớt xuống các bạn, sẽ qua luôn nha. Ở dính cái đít này hả? Dính cái đít đó, phải dính rồi. Bữa này xuống đây là việc này đơn giản rồi. Rồi xuống luôn rồi, xuống luôn rồi, xuống rồi. Rớt đầu máy luôn. Ok anh em, thấy không, chịu các bạn. Bà này kiểu năm hồng mỹ đỉnh gì đâu các bạn ơi, bà này cũng kiểu cũng đẹp lắm mà không biết của ai, bà này chắc mỹ đỉnh rồi. Giờ kéo qua xong xuôi rồi bắt đầu cho mấy cái ghe, mấy cái máy cắt rồi đi qua này các bạn. Cái tiền cái đá này nãy anh chạy déo déo gì các bạn ơi, đang làm mà anh chạy buồn buồn chống sơn rồi, dính trên lè luôn nè, sơn đó rồi dính ba anh em ơi. 100 gì đang thô lưng nha, ra lúa rồi nó đang kẹt các bạn, tại nãy giờ vẫn tại cái kẹt đó nó qua ra sông anh em. Còn ghe là cái lúa chạy ghê nè. Đó, thì quá trình kéo một chiếc kẹt thì nó cũng rất là đơn giản nha các bạn, nhưng mà phải có chỗ mới luôn cột mới được. Đùa chính là ít cha 2021 luôn anh em. 22 gì đâu các bạn ơi, máy đẹp quá. Rồi 100 luôn. Này vô mùa gặt rồi, anh em nào cũng tranh thủ chuyển bến đi cắt các bạn ơi. Mà chạy chà cây đi chở 100 thì cũng siêu quá. Dạ bán à? Ta 150x nha, chiếc này chạy cuốn inox không phục ló các bạn. Chào các bạn nha, thì bên mình có nhận làm tem cái này nè các bạn, tem gì nè các bạn. Đó. Đây nguyên combo này là 1.200.000 nha anh em. Đó, thì cái này là mặt nạ ngoài trước nè, cái này là chữ Thái, còn này là dán im. Này của anh em tên Thành Lỷ 67D1 tốc độ mãi đỉnh. Cái này không thì